Chào tất cả anh em, tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho tất cả các bác, tất cả anh em về mấy cái đầu máy nhá. Phiu neo này, hàng Phiu 2 này, cục CD 90 này và cục máy hàng nội địa Trung Quốc và một cục máy Honda mới nha các bác nhé. Thì anh em nào mua anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em ba số điện thoại nhá. Anh em nào có Vilaphone anh em gọi số dưới và 0364011683. Còn cái số giữa của em thì rất khó liên lạc, thì anh em có thể điện hai số kia nhá. Thì anh em chưa ưng được cục nào trong lô này thì anh em có thể điện trực tiếp cho bên em, là để anh em có thể được chụp ảnh. Có những cục máy nó cũng tương tự như vậy. Thì tôi đầu tiên thì bên em giới thiệu cục máy Honda 100. Đấy, để anh em có thể lắp cho Uay Gym nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá. Sau có video là hay anh em có thể xem được. Rồi đầu tiên thì đây em giới thiệu con này thì là con mới rồi. Nó là hàng mới 100% sản xuất tại Trung Quốc nha các bác nha. Cái này hàng ở Việt Nam thì nó không có sản xuất, nó tự như là hàng sản xuất tại Việt Nam nha các bác nha. Đây anh em nhìn này, đấy, rất là mới luôn. Con này A88 giá em bán 8.800.000 đồng nha. Máy mới thì hàng đẳng cấp rồi. Nó không phải tự dưng nó lắp được cái chữ Honda đâu các bác nha. Đây là có một thằng nào đó nó gọi là nó lấy từ nhà máy ra thì nó bán lẻ ở ngoài đấy, chứ còn không có mấy khi là được ra được những cái cục này ra ngoài nha các bác nhá. Đây số máy nó còn chưa đóng nữa các bác nhá, số máy còn chưa đóng và tất cả 100% hàng mới các bác nhá. Đây hơi rước đầu bò đều là hàng Honda 100% xịn luôn. Đấy đây là cái tai thỏ của nó đây. Đấy tất cả là như anh em thường xem máy cũ của bên em rồi. Con máy cũ thì bên em bán tầm 4 triệu rồi, con này thì máy mới em bán nó đắt giá gấp đôi. Đấy con này nó lại hơi một lỗi một chút này. Đấy anh em lưu ý nhé, con này trong lúc vận chuyển thì nó không thể nào tránh được. Đấy thì đây nó gần như là nó mới toàn bộ mà nó nguyên cục máy thôi nha các bác nhá. Nguyên cục máy là giá 8.800.000 đồng. Máy rất là đẹp luôn. Đấy, máy cực kỳ chất luôn. Con này là anh em mà có điều kiện kinh tế mà anh em thay vào những con máy Uay Gym của các bác thì đúng thật sự là nó hết lớp chấm luôn, không có cái gì để phải chê con này nữa cả. Đấy máy thì con này nó chỉ có lốc màu đen nha các bác nhá, lốc màu đen thôi. Thì cốt máy thì nó cốt giống mấy cốt máy Gym Uay của mình đây. Đấy anh em nhìn nghe nó rất, con này nó rất là mượt luôn, chạy rất là ngon các bác nhá. Đấy dây điện thì giống dây điện Gym rồi. Rồi tiếp theo con thứ hai. Anh em vừa xem kênh anh em bình luận dưới nhá, ưng được cục nào thì anh em có thể bình luận hoặc là anh em có thể là cái đường link em để những cái kênh con máy Exciter 150 này, Winner 150 và những con máy Sega đời cao, em sẽ gắn link ở dưới thì các bác sẽ xem kênh khác nhá. Kênh này thì là chuyên máy xe số thôi. Rồi con này là con máy Haozu hàng nội địa nhá, con này côn 2 lùi này, con này giá 3.800.000 nha các bác nhá. Con này thì máy móc Zin mà bên họ rất là chuộng nhá, toàn chạy cái loại này thôi. Đấy con máy Haozu này thì là thường nó sản xuất cái máy XUGN mà chạy côn tay mà đường đồi núi cao nha các bác nhá. Đấy thì cái hãng máy này nó sản xuất rất là nhiều loại máy. Con này nó cũng ống hơi này. Đấy đầu bò ống hơi. Và con này giá tầm 4 triệu nha các bác nhá. Giá 3.800.000 này. Con này là anh em lắp cho Uay 110 của hàng của Uay, nói chung là Uay 110 nhá, đầu bò 4 ốc các bác nhá, hoặc là anh em lắp Uay 100. Anh em đi rừng đi dãy nhá. Hoặc là các bác là ở trong vùng Tây Nguyên mà anh em độ lên con để anh em chở gỗ nhá. Thì anh em lắp con này quá hợp lý luôn. Vì côn hai lồi, thứ hai nữa là anh em về anh em có thể độ côn nhá, độ côn là búa côn to á thì là chạy rất là khỏe và đôn lòng lên. Thì là anh em có thể nó sánh ngang với lại con 125 nha các bác nhá. Nó rất là khỏe. Con này bên em có rất là nhiều máy, hôm nay em chỉ quay qua một con thôi. Anh em là nếu mà anh em khác đặt mua rồi thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bên em để bên em có tin nhắn Zalo, bên em sẽ gửi con khác nữa cho các bác xem. Nó rất là nhiều máy, đấy không phải cứ một con này đâu nhá. Thì con này giờ đang chào bán với mức giá 3.800.000, hôm nay khuyến mại luôn các bác 100 đổ dầu còn 3.700.000 thôi. A90 các bác nha. A90, anh em ưng được cục này thì anh em có thể mua nhá. Con này zin toàn bộ. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa chẻ, củ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo nha anh em nhá. Nhìn rất là len luôn. Con này thì bao cho các bác là bảo hành đổi trả nhá, là máy móc lổ ngon êm. Nếu mà các bác về lổ không êm mà nó ra khói bên em sẽ đổi cho các bác con khác, hoặc là các bác không thích nữa thì em sẽ trả tiền cọc nha các bác nha.
Đấy, máy con này A90 giá 3,7 triệu nha. Phụ kiện kèm theo của nó sẽ là cần đạp con số chế ốc khí. Đây, chế ốc khí của nó đây. Mikuli hàng của Nhật nha các bác nha. Đấy, rất là ok. Chạy cực kỳ tiết kiệm xăng nhá. Đây con này kèm theo luôn cả mang cá này về anh em thay để lắp vào thôi. Rồi tiếp theo một con thứ ba ngày hôm nay. Con thứ ba ngày hôm nay thì nó là rơi vào con CD90. Con này rất là chất rồi. Đây. Con này rất là chất nhá. Con này là đời gần như là đời đầu các bác, cái rong đen này. Con này giá 6,9 triệu nhá, A89, con này hàng đẳng cấp luôn các bác nhá. A89 giá 6,9 triệu nhá. Đây. Nét này nẹt luôn, anh em nhìn cái phần côn của nó này. Rất là ngon nhá. Thì con này sẽ kèm theo đầy đủ hết. Con này là hơi HM B4. Đầu sẽ là E13. Đấy, tất cả mọi thứ là hơi 85 nha các bác nhá. Con này điện em chưa tháo điện, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và cái đời xe của nó là sẽ đời là con 1982. Riêng cái co xăng, mấy cái cổ xăng này bây giờ bên em đã bán gần 2 triệu rồi. 2 triệu đồng độc một cái chế này các bác nhá. Nên là nó rất là đắt. Đấy, còn đây cái cần khởi động và cần đạp của nó đây. Đấy các bác nha. Số con này cực kỳ ngon luôn. Dụ máy. Đấy, anh em thấy chưa? Tiền nào của đấy các bác nha. Máy rất là chất luôn, rất là đẳng cấp nha các bác nha. Đấy, anh em ưng được con này giá 6,9 triệu, A89 nhá. Báo luôn các bác là côn zin, điện zin, vách giữa chơi trẻ. Đấy, và tất nhiên là cái dòng này thì các bác đã chạy nhiều rồi. Kẻ con có Super Cup là chuyên gia nó mất đầu ốc này. Đấy, anh em nhìn này, ốc vẫn được óng ánh nha các bác nha. Con này quá đẹp luôn, quá chất luôn các bác nha. Hơi đầu bò nói chung là toàn đồ xịn, nó vẫn zin nguyên theo xe. Và nó lổ ngon êm không có khoái các bác nha. A89 giá 6,9 triệu đồng bao ship nha các bác nha. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con thứ 5 ngày hôm nay. À, con thứ tư nhá, con này nó giống con Fuel 2. Thật ra về cũng chỉ về được 4 con như này thì bên em bán gần hết được còn mỗi con như này thôi. Đấy, con Fuel 2. Đấy, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đời chưa thay, đầu bò chưa tháo nhá. Máy móc cực kỳ zin. Cái này nó giống cái cánh hoa các bác nhá. Đấy, cái dòng này nó giống cánh hoa. Vì cái form nó vẫn là Honda các bác nhá. Nó vẫn là Honda, để các bác nhìn này, chữ Huy Giang Honda nhá. Là vẫn là chuẩn chỉ là 100% tháo từ từ nhà máy là công ty Honda nhá. Đây, mang cá này, chiếu khí này, ken hin nha các bác nhá. Rất là xịn luôn. Con này là mã A91 nha các bác nhá, giá 4,500,000 đồng, có bớt cho các bác 100,000 để đủ dầu, còn 4,4 triệu nhá. Con này rất là đẹp. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ và cái được cái lớp sơn nhá. Nó đắt là cái lớp sơn này nữa này, cái lớp sơn này nó chưa bị chảy một chút nào cả. Đấy, rất là ok. Đấy, anh em lưu ý nhá, là hàng này bên em có bảo hành, anh em cứ yên tâm mua hàng. Nếu mà về trong vấn đề sử dụng mình có bị khoái hoặc là máy kêu, mà lúc các bác mua em về máy kêu, bên em sẽ sẵn sàng đổi cho các bác con khác. Và thứ hai nữa là anh em muốn hoàn tiền, bên em hoàn tiền. Đấy, đã mất thời gian, mất công, mất việc các bác nhá. Vì một ngày bị em đi rất là nhiều máy nên là bên em đã test rất là kỹ rồi, là máy móc cực kỳ ngon, bên em mới gửi đi cho các bác nhá. Đấy, còn máy tình trạng là con này máy mộc nhá. Đấy, và cái này có turbo, nó sánh ngang với lại con Uê Thái 125i hàng của Thái Lan các bác nhá. Đấy, đây ống hơi của nó đây. Nếu bình thường các bác bỏ một số tiền ra 19 triệu để mua cái dòng con Uê Thái 125i ấy, thì là các bác cũng chỉ được cái phần máy mấy IC con nạc thôi, vì còn chất lượng máy nó cũng tương tự như nhau. Đấy, nhưng mà mua ở đất nước Thái Lan thì nó hơi bị đắt, giá 19 triệu cơ, hàng nhập Campuchia. Chứ còn bên em thì không bán hàng, bên em chỉ bán hàng Honda của Trung Quốc này thôi. Giá tiền cửa tiền nó rất là hợp lý, con nào đẹp hơn một chút thì bên em bán nó giá nó cao thêm 100-200 thôi. Đấy, lãi rất là ít nha các bác nha. Giá 4,500,000 đồng em bớt các bác 100, A91. Rồi, tiếp theo một con Funel nha các bác nha. Funel hàng nội địa Trung Quốc này. Đấy, các bác nhìn nước sơn này. Đấy, nếu mà hàng Việt Nam các bác không mà mua được cái mức giá này, nếu mà cái hàng Việt Nam mà anh em là một có hàng nha, anh em có hàng bán cho em thì bên em vẫn thu mua rất là nhiều nha các bác nhá. Số lượng không hạn chế, cứ máy đẹp là bên em mua. Đấy, anh em cứ lưu ý nhá, có máy đẹp là bên em, anh em cứ lưu số em vào đây nhá. Thì anh em có thể điện trực tiếp cho bên em là anh em muốn bán con máy này máy kia là bên em đều có thu mua lại hết. Đây anh em nhìn chưa? Đấy, ông ánh. Con này rất là đẹp. Đây. Con này là 4,300,000 đồng nhá, A92. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đời chưa thay, anh em nhìn này. Đấy, Honda.
Honda. Zin toàn bộ nhá. Đấy, zin toàn bộ hết. Đầu bò ống hơi sánh ngang với lại Uê Thái 125i. Đấy, máy rất là đẹp. Đôi khi các bác cứ xem con Uê Thái 125i mà con đời ống ánh như này, các bác mua không dưới 19 triệu nhá. Đấy, không dưới 19 triệu. Nó rất là đẹp. Nhưng mà hàng này nó cũng sánh ngang mà giá tiền cửa tiền thì nó cũng rẻ được, con này vỡ mất cái nhựa. Em bớt cho các bác 100 nhá, còn 4,2 triệu. Đấy, tình trạng máy nó như thế nào thì đây. Cái chế nhá, nó vẫn là chế Kenhin thôi. Đấy, cái này em chưa vệ sinh qua nhá, anh em nào lấy là bên em vệ sinh qua cho hết cho sạch sẽ về, các bác chỉ việc lắp thôi. Đấy, theo cần đá.